Đây, cái phần bánh lái nè, anh đem sát ra ngoài sau cái chất xúc không luôn, đem hết mức có thể luôn nè. Thì khi mà các bạn mà đưa cái chân vịt sát ra ngoài sau như thế này, cái thứ nhất là mình chạy rất là giọt nha các bạn. Với thêm một cái nữa là nó sẽ quay đầu được tròn hơn. Còn nếu mà các bạn để cái phần chân vịt nó nằm sâu ở bên trong á, đi cái bánh lái sâu bên trong á, thì nó chạy nó không giọt bằng thằng này. Với thêm cái nữa là quay trở nó sẽ không được tròn hơn. Trời ơi, anh đấu thêm một cái bình inox ở trên này nữa hả? Trời ơi, anh này anh phải nói là đúng chịu chơi luôn các bạn. Mà em nãy giờ em tính mấy cái vàng inox xương xương của anh không mà cho em ăn đủ 1 năm luôn á. Vàng inox đó thì mình có 100 mấy triệu cái vàng inox hả anh? Là hết trơn luôn hả? Ngày gì luôn á. Dạ, đó, giờ có càng rồi đó các bạn. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp để mà quay hạ thủy cái chiếc xà lan cho mọi người xem đây. Ở đây là tên công ty của anh, công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Tân Bình nè các bạn. Còn đây là số điện thoại của anh Thái ha. Mọi người nào mà cần có nhu cầu đóng xà lan hay gì đó thì cứ liên hệ với ảnh. Ở đây thì phải nói là anh đóng cái mẫu rất là đẹp các bạn. Hôm nay thì mình đến đây để mà quay hạ thủy cái chiếc xà lan 900 tấn cho mọi người xem đây. Trước mặt anh nhỏ mọi người đây, cái chiếc này thì có chiều ngang là 9 m ha, chiều dài là 50, cao là 3m4 các bạn. Máy của Minh NTA 470 CV, hộp số 6 tua. Chiếc này thì đóng đáy mờ, dách mờ ha. Cái đường đi thì mờ luôn, cái đường bon á và cái con lươn mờ luôn các bạn. Chiếc này đóng phải nói rất là cứng. Mẫu này là mẫu hàng khô nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tham quan một vòng cho mọi người xem cái mẫu ở bên anh Thái cho mọi người xem được cái tận mắt. Rồi chừng nữa mọi người nào mà có nhu cầu đóng thì cứ liên hệ trực tiếp cho ảnh ha. Cái số điện thoại thì ở đầu video mình đã quay. Đây. Trời ơi, hồi nãy mình mới vừa bỏ xe xuống, mình quét cái chổi xe xuống là mình dòm cái mẫu xà lan phải nói là ghiền luôn các bạn. Thì ở đây ảnh đóng rất là khéo luôn ha, các bạn dòm cái phần mặt tiền nè. Quá tuyệt vời luôn rồi, cái chiếc này thì giá thành hiện tại là dao động 6 tỷ mấy, gần 7 tỷ nha các bạn. Chiếc này là một vách một đáy hàng khô, cabin nắp hầm, hai cabin nắp hầm các bạn. Cái cọ thì hiện tại đã ảnh vô dây cáp hết trơn rồi. Đây nè các bạn dòm coi này, cái phần mũi này. Hôm nay thì mình đứng bên đây nó hơi ngược nắng ha, nên nó hơi tối một chút xíu các bạn. Cái đầu ở đầu, những cái đầu con lươn nè các bạn, ảnh vô rất là khéo. Thì cái ngay chỗ này là ảnh không có cắt đó ha, là ảnh ép sóng vô luôn các bạn. Thì ngay dòm vô ngay chỗ cái đầu con lươn ngay chỗ này này, thì dòm nó rất là liền lạc, dòm nó rất là đẹp luôn. Nè các bạn dòm coi nè, từ cái đầu này thì mình phải cắt ra nè, nhưng mà từ cái khúc nói này đến ngay chỗ cái độ thẳng ở ngoài sau đây, ngay chỗ này là ảnh ép vô nguyên một khúc luôn. Còn những cái chiếc khác này cho bạn coi, như những chiếc khác nè, đây những chiếc khác là sẽ cắt như thế này ha, để mà ép vô các bạn. Thì giờ nó không có được thẩm mỹ cao. Cái lá miễn của mấy cái lá phần mà da cườm nó ốp vô cũng y gan như vậy luôn các bạn, phải nói là rất là đẹp. Đây bây giờ mình sẽ lấy gần cho người xem đây. Rồi cái này đúng mẫu đời mới hiện tại bây giờ luôn các bạn. Mình kết nhất là cái phần cái con lươn đó, ảnh ép sóng vô dòm nó rất là tuyệt vời. Đây cái con dưới nè, con dưới con trên đều như nhau ha, nó liền luôn nè các bạn. Thì bình thường nếu mà ép như thế này nó sẽ cực công hơn là các bạn cắt ra các bạn vô từ khớp á, thì nó dễ hơn. Còn mình ép sóng như thế này thì mình phải hàn đeo đồ các thứ nó rất là nhiều các bạn mới ép nó vô nổi ha. Rồi nói chung là nó phức tạp lắm. Đây này, cái dấu này nè, cái con lươn dưới là ảnh ốp từ cái đầu đó ra tới ngoài này gần 6 mét luôn trời, gần nguyên một cuộn tôn luôn các bạn. Còn cái phần mà ốp da cường nè rất là khéo, không có bị trên lệch ha. Nhiều anh mà kiểu giống như nhiều anh mà vô cái da cường này mà không khéo là sẽ bị lượn như thế này nè, bị gãy hoặc là nó bị cúp xuống gì nè các bạn. Giờ để mình đi qua bên này cho mọi người xem được cái kiểu giống như nó đầy đủ nắng hơn ha. Cặp mắt nè, đúng chắc luôn trời, quá tuyệt vời. Đây ngay chỗ này thì ảnh phát nguyên một cái hình này, hình gì quên mất tiêu rồi trời, gói luôn rồi. Cái lá miễn thì ảnh đi rất là đẹp ha, ở ngoài này sẽ mở ra, còn ở trong dây mũi thì sẽ bóp lại. Đó là cái kiểu mà đóng xà lan các bạn cần phải biết á. Nếu mà các bạn đóng bằng ngay chỗ cái dây mũi nè, đi bằng ra tới trước thì dầm chiếc xà lan nó không được khéo cho lắm các bạn. Ngay chỗ đó nhỏ nhưng mà khi ra tới ngoài đầu mũi lô mình sẽ mở ra ha, mở ra gấp gữ ngay chỗ cái dây mũi. Rồi bây giờ để mình đi nó ra phía sau cho người xem cái phần lái ảnh nữa. Chứ cái mũi thì mình đánh giá là ok rồi đó, cái mũi thì quá tuyệt vời rồi đó.
Chiếc này mình nghĩ là có thể là trên 900 tấn quá. Đây hiện tại thì anh em ở đây cũng đang chuẩn bị hạ thủy luôn rồi ha. Để mình review sương sương cho mọi người xem, gọi cái đầu cái mà mọi người xem vô cái phần hạ thủy luôn nha. Quá trời chiếc siêu xe nè các bạn. Bữa nay anh gỡ cái bi lên mua chặn luôn ha. Đây cái phần lái ở ngoài sau đây các bạn. Nói chung là chiếc này là mình hết dùng từ nào để mà diễn tả các bạn, quá đẹp. Cái phần cabin phải nói rất là sắc sảo luôn ha. Thì ảnh là chuyên gia là xà lan là sửa ly ghe lai là mấy chiếc mà mình đã quay đợt trước cho người xem đó. Nhưng mà hôm nay là mình quay chiếc đầu tiên, là cái chiếc này là ảnh đóng mới luôn các bạn. Cái phần cabin ở trên thì hiện tại là ảnh chưa sơn, nhưng để chút xíu nữa mình gảnh gảnh cái mình đi lên chở ảnh mình quay review cabin ở trên cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ để mình đi lại gần cho mọi người xem mấy cái phần này. Wow, có một cái đặc biệt ở đây nữa là các bạn. Đây, đây là cái con gồ nước, nhưng mà anh ốp thêm một cái là cái lưới inox ở ngoài nữa nè. Cái này là lần đầu tiên mình thấy luôn nè các bạn. Bảo vệ luôn ha, bảo vệ tránh cho cháu nó thọt vô, nó lọt vô trong, nó lọt vô trong cái kiểu như là cái tàn ong của cái máy của mình. Ở đây là cái con này để chạy tàu khẩm ha. Còn cái đường chỉ nè, cái đường chỉ của cái mực nước nè, ảnh căng dây rất là đều luôn các bạn, không có bị lượn lên lượn xuống hay cái đường chỉ mà giữa cái lằn biên giới xanh đỏ đó. Cái cây thước nước thì ảnh sơn cũng rất là khéo luôn nè các bạn, không có bị lem lốt nhiều ha. Cái cây thước nước này là nè, quá đẹp. Còn bên đây là cái con đường hà nè các bạn. Đường hà rất là lớn. Tại vì các bạn biết sao không, mình hàng xà lan là mình phải đẩy cho nó lòi ra như thế này để cho nó đủ độ cứng, để nhiều khi là quay lên đầu cái anh em nói đường hàng xấu quắc, tại sao không mài cho nó láng đi giống như trên xe du lịch thì không được nha các bạn. Cái đó thì nó mắc công thêm, chứ thêm cái là nó yếu hơn chứ nó không có cứng hơn được miếng nào hết trơn á. Tại vì cái con hàng càng bự thì cái chất lượng, cái độ mà nó kết dính của nó càng cao. Chứ mình cứ đợi như vậy thôi. Tại vì truyền thống từ xưa tới giờ là đâu có ai mài đâu các bạn. Nhưng mà nếu mà để mài hết nguyên một chiếc xà lan mà giống như trên xe du lịch thì chắc cái tiền công nó ra nửa chiếc nữa quá các bạn ơi. Chủ yếu là mình đóng để kiếm tiền, với thêm một cái nữa như thế này là phải nói rất là đẹp. Và khi mà xuống nước những cái phần này thì nó sẽ lu mờ lại, nó không có dội lên, bởi vì dòm vô thì nó cũng bị dòm vô thì nó không có thấy nhiều các bạn. Đây ở trong này là một con nữa này. Con này là con gùa nước đó ha. Ở trong này thì anh cũng thiết kế như vậy. Ốc thì ốc inox để mà mình đi nước mặn nào đó nó không có bị xét. Cái lưới này cũng inox luôn. Còn dưới này là cái lá bồ đề. Cái lá bồ đề là anh đi từ giữa mình luôn ha. Đi nguyên một tấm tôn liền từ ở trong chổng đi vuốt ra luôn các bạn. Như vậy thì nó mới cứng được nha các bạn. Còn đây là cái phần mà kìm cứng cái tiếp tambour này. Đây là cái hoa văn ha. Cái này là chỉ yếu là cái hoa văn đây. Các bạn cũng có thể là đi thẳng hoặc là làm sao cũng được. Chủ yếu là mình kìm cứng cái tiếp tambour dưới thêm một cái nữa, mình tạo cái đường hoa văn dòm cho nó quyến rũ hơn thôi các bạn. Chân vịt 4 cánh. Chân vịt này 1 mét mấy ta? Quên mất tiêu rồi. Chiếc này thì chạy chân vịt 4 cánh này, đi dùng nước chảy thì phải nói khỏi lo ha các bạn. À, ở đây có một thiết kế mới nè các bạn. Để mình coi coi. À, ở đây có một cái thiết kế mới nè các bạn. Ở đây thì anh đã chụp lên một cái miếng inox ở trên này. Anh chụp lên một miếng inox ở trên này. Ủa là sao ta? Anh Thái ơi, mình chụp cái miếng inox này lên là chống mòn ngay chỗ này phải không anh? Dạ dạ dạ. Quá kỹ luôn các bạn. Đây là anh thấy anh chụp lên một miếng inox ngay chỗ cái phần la ký ha, để đừng cho nó chống mòn ở đây. Khi mà mình hoạt động lâu năm á thì cái lực nước của chân vịt các bạn nó tống nó đạp á thì nó dễ mòn ngay chỗ này nè. Cái mòn sắt ngay chỗ này nó bị mòn cái la ký của mình. Anh đã chụp lên đây một miếng ha. Và những cái đầu dạ. Cái này inox hết luôn. Mấy cái nào inox anh? Cái này nè, inox hết. À mấy cái sắt này hả anh?
Wow, nãy giờ là ảnh không nói là mình không biết luôn các bạn, tại vì ảnh sơn là rồi là những cái phần cây mà ốp ở ngoài này, những cái sắc tròn ốp ở ngoài này là bằng inox hết trơn luôn ha. Đây ngay cả viền bánh lái cũng vậy nè các bạn, là ảnh ốp nguyên một cái cây nóc ở ngoài này để cho nó chống hao mòn cái phần bánh lái bản của mình khi mà chuyên dịch nó hoạt động lâu năm đó các bạn. Quá tuyệt vời. Chén thì anh nằm xuống dưới ha, ở trong này thì anh đang đóng cái bạc thao ở trong này, cái bánh lái thì rất là cứng, kiềm cứng tối đa luôn. Hôm nay mới phát hiện ra một tuyệt chiêu mới nữa ha các bạn. Đây là phía ngoài sau vách số 0 này, cái phần cabin thì nói chung là rất là đẹp rồi, mình rất là kết cái cabin nhưng mà cấp tiết là chưa lên chỉnh được, để chút xíu đi chỉnh. Đây còn cái phần la ký chân dịch bánh lái, hồi nãy mình quên nói cái này, cái là cái phần mà bánh lái với phần chân dịch là ảnh thúc đi ra tới ngoài sau luôn ha, là ảnh đem sát ra ngoài sau luôn các bạn. Đây cái phần bánh lái nè, anh đem sát ra ngoài sau cái vách số 0 luôn, đem hết mức có thể luôn nè. Thì khi mà các bạn mà đưa cái chân dịch sát ra ngoài sau như thế này, cái thứ nhất là mình chạy rất là giọt nha các bạn, với thêm một cái nữa là nó sẽ quay đầu được tròn hơn. Còn nếu mà các bạn để cái phần mà chân dịch nó nằm sâu ở bên trong á, đi cái bánh lái sâu bên trong á, thì nó chạy nó không giọt bằng thằng này, với thêm cái nữa là quay trở nó sẽ không được tròn hơn. Nhưng mà cái nào thì nó cũng có một cái ưu điểm và một cái khuyết điểm của nó ha. Tại vì nếu mà mình để bánh lái như thế này thì mình đậu cặp cảng hoặc là mình đậu đầu đít với những chiếc tàu khác thì mình phải canh chừng, hoặc là mình xếp cái bánh lái ngang lại, chứ đoạn thôi nó cọ vô cái phần bánh lái thì nó bị cong bánh lái, phần đó thì nó bị yếu ớt. Nhưng mà cái đó thì không sao các bạn, tại vì cái đó là mình có thể kiểm soát được, chủ yếu là mình đặt làm sao mà cho nó chạy giọt nhất để cho nó ngợ dầu khi mà mình hoạt động đường dài á. Đây còn những chiếc mà đặt chân dịch sâu bên trong là như thế này đó các bạn, đó là chân dịch sâu bên trong như thế thì chạy nó không có đủ nước, là cái độ giọt nó không có các bạn. Tại vì mấy ảnh đã nghiên cứu rất là nhiều rồi, từ đó giờ mình cũng đang thắc mắc là tại sao mà ảnh đưa cái bánh lái ra như thế này. Thì mình ngồi mình suy nghĩ nhiều lắm bởi vì mới biết được là thì là cái thiết kế của ảnh là nó cũng có một cái lý do các bạn, chứ không ai mà đem cái bánh lái ra túi ở ngoài để mà cho nó đụng đít ha, cho nó cọ quạt vô trong cái phần bánh lái, nó đều có một cái lý do ghi hết trơn các bạn. Bây giờ mình đi lên nới trên trên ha, đi lên trên bon. Cái đường bon này là 10 ly nha các bạn. Cái chiếc này đóng phải nói là cực kỳ cứng và cực kỳ kỹ luôn. Những cái phần inox nè, phải nói là đủ tiền luôn á. Bây giờ là đi ra trước mũi cho người xem cái phần cabin trước rồi mình quay dài dài ra phía mà sau ha. Quá trời cái chiếc này phải nói chịu chơi các bạn. Đây nè, inox nè các bạn. Cái này phải inox không trời. Thôi cái này không chắc ăn nên không nói ha. Đây cái dàn tời với dàn lô mũi. Máy này là máy kéo neo ha. Còn cái này thì anh để mà anh kéo nắp hầm. Khi mà cái chiếc tàu mình nhận hàng lên xuống các bạn, nó bị chuối đít như thế này nè, thì cái nắp hầm mình không thể nào mà kéo tay nổi, nên anh sẽ làm một cái lô ngay chỗ này, rồi chuyền đi lên trên nóc cabin. Chừng nữa anh sẽ hàng cái gỗ ghẻ ngay chỗ này, chuyền cộng dây cáp ngoài sau, móc vô trong những cái nắp hầm ngoài sau các bạn, quay máy tời vô số và kéo lên. Đây bên hàng khô thì cần những cái thứ này ha, nếu mà không có thứ này thì nói chung là kéo nó hầm đuối lắm các bạn. Còn đây là cái dàn máy tời ở bên anh Thái thiết kế, đây hết sảy bà bảy. Nói chung nếu mà theo cá nhân mình, nếu mà mọi người nếu mà cho mình đánh giá thì mình đánh giá chiếc này lên nói chung là 10 trên 10 luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời rồi. Đây nhìn những chút mũi nè. Ây da. Sừng trâu. Cái phần này thì chưa có sơn, chừng nữa anh sẽ sơn lên sau. Đây cái phần cabin nè các bạn. Mấy phần độn này thì chừng nữa anh sẽ treo sau vô ha. Độn ở ngoài má mũi và má lái thì nó sẽ bự hơn, còn độn ở mình mẹ thì sẽ nhỏ hơn. Đụng ở ngoài má mũi má lái thì các bạn canh làm sao á, từ ở trên mặt bon này đụng chạm tới lưng luôn, đụng xuống tới cái con lưng trắng ở dưới luôn thì nó mới đẹp các bạn, chứ nếu mà nó nhỏ hơn thì dầm nó chết quất. Rồi đây còn đây là cái vàng, những cái vàng poly nè, không lộn, cái này là kêu bằng cái chập mặt đạn chứ không phải là poly, quên. Còn đây là cái thắng ha, quá sắc sảo luôn các bạn.
bây giờ để mình đi dài dài vô trong. Nhưng mà mình cũng phải công nhận là anh chủ này anh chịu chơi thiệt, anh chơi đi nóc nhiều lắm các bạn. Để xíu nữa mình quay cho người xem ở trong phần cabin này, hệ thống qua lăng thiết lực rất là gọn đẹp ha. Ở trên này thì còn cái dàn tiếp lô nữa, đây dây điện ở đây thẳng nè, càng này càng gì không biết ha. La phong ở trên nè các bạn, đây giờ mình sẽ đi dài cái phía sau. Cái này là cái khuôn inox, cái khuôn này thì mình đặt người ta làm, bắt đầu bây giờ mình gáp vô. Cái này thì cái này là đồ có sẵn. Ở bên đây sẽ để một tủ phát điện ha. Còn ở đây là trời ơi, bởi vì mình nói anh này chịu chơi là không có sai các bạn. Inox nè, dàn cái dàn ống T-Ben thi lực nè các bạn, ba đường gầy bằng inox nè. Cây này tầm khoảng 20 quá, mình đoán không nhớ nữa. Cái này là tầm khoảng 20 quá, mình dầm thì nói chung là cũng không biết là chính xác không nữa các bạn. Nè inox nè, trời ơi mẹ ơi, mấy cây này mà phải nói là đủ tiền ăn Tết luôn á. Kiếm chừng hai cây như thế này là đủ tiền ăn Tết nè các bạn. Xương nè, ấy dạ. Còn xương ở trên này là xương ở trên này như là 35-35 nha các bạn. Ổ lộn 40 luôn rồi. Xương trên này là 400 luôn rồi, 300, 400, ở đúng rồi, 400 dặm trăm các bạn ơi, chứ không phải là bà. Đúng rồi, xương quầy be hầm hàng là 400 dặm trăm. Còn đây là bên trong hầm hàng đây. Ở trong hầm hàng thì anh đợi xuống nước xong rồi anh mới hoàn thiện ha. Cái chiếc này là 1,5 nha các bạn. Hàng lên tới trên đó đó, 1,5, để mà mình đi hàng cặp á, thì nó đỡ đau mình tàu hơn. Mình đi hàng bãi đậu á, khi mà vô trong cặp cảng mà cặp bằng sáng cặp với cặp bằng máy của bé á, thì nó lỡ một cái quơ càng đụng vô trong vách á, thì nó đỡ đau hơn là cái mà một vách nằm dưới. Một vách thì nằm chờ tới dưới này nè, nếu mà một vách là sẽ nằm chờ tới dưới này, còn một vách gửi thì sẽ nằm cao lên trên. Đây dàn độn xe năng với mấy cái này thì anh đang chuẩn bị anh sơn phết để sẵn đó, nữa anh sẽ treo bên hầm hàng ha. Lộn, anh treo bên mạng, tại vì bên mạng là cái độn sẽ nhỏ hơn. Này các bạn, dòm cái miếng đệm bánh hàng này rất là sắc sảo ha. Và cái lỗ tai bằng inox, chiếc này phải nói là hết sảy và bẫy luôn rồi, không còn gì bàn cãi nữa các bạn, quá chịu chơi. Chắc mình nghĩ cái máy cũng giữ trời nữa đây, inox nữa nè các bạn. Chiếc này mình nghĩ là cái máy chắc cũng giữ trời lắm đây các bạn, tại vì những cái phần mà phụ kiện như thế này mà anh đã chơi inox cỡ đó thì các bạn biết sẵn cái máy anh cưng cỡ nào nữa. Đây inox nữa này, mấy cái lỗ tai này là để dành mình buộc dây nắp hầm vô ha. Nhiều khi là cái đít mình nó chuối xuống á, mình nhận hàng mình lên hàng ngoài mũi thì cái đít nó chuối xuống, nắp hầm nó chạy ra làm sao, thì mình lấy cái cọng dây này nè, cái cọng dây này nè, đi tới đâu mình sẽ buộc tới lá, đi tới đâu mình sẽ buộc lại tới đó, mình giữ cái nắp hầm lại để không thôi nó chạy tới nó chạy lui nó nguy hiểm các bạn. Còn đây là bên trong đây. Hiện tại thì mấy chỗ này thì anh chưa có hàng la can ha, anh còn vệ sinh sơn lên nữa thì anh mới hàng la can các bạn. Xương ở dưới này hình như là 500 hay sao đó các bạn. Hồi lúc mình có review cái bộ xương cái chiếc này cho mọi người xem rồi, chiếc này hình như là xương 500 hay sao á. Do tình hình dịch bệnh nên cái phần mà hoàn thiện cái chiếc xà lan hơi chậm trễ, chứ không phải là bên ảnh thi công chậm ha các bạn. Do tình hình dịch bệnh người sắt không có về được, rồi chủ kiếm máy móc đồ không có đó, nên ảnh kiểu như là thời gian anh chậm lại, chứ chỗ ảnh thì đóng rất là nhanh nếu mà có đầy đủ phụ kiện. Trên la can thì anh đem xuống sẵn hết trơn nè. Ở dưới này là sóng tử thì đi xương tê ha, còn nhiều là đi xương dập hết trơn luôn các bạn. Hầm hàng 10 ly hàng đi đốc tới đây, chừng nữa ảnh đi nguyên một vòng ra bển nữa, ảnh còn đi một vòng ra bển nữa các bạn. Còn đây là cái miếng chặn nắp hầm ngoài sau nè, ở đây mình làm ra một cái gờ, chừng nữa mình đẩy nắp hầm sát vô trong này để trời mưa ở trên xuống á thì nó sẽ không có bị tạt vô trong cái phần này ha, nó sẽ chạy xuống dưới cái phần máng xối này, nó sẽ đi ra ngoài. Ở dưới này nó sẽ có một cái lỗ thoát nước ở dưới này nè, cái này hình như là anh chưa phát nè các bạn. Quá trời nóc này mẹ ơi. Còn đây là phần cabin sau ha. Trời muốn té trời, sáng chưa ăn gì cho nó gung các bạn.
2, 4, 6, 7 cửa. Chiếc này 980 đi 7 cửa là tuyệt vời luôn rồi. Vầy ve trắng sống ở ngoài sau. Cái đường bon thì vừa đủ để mình đi luôn ha. Rất là đẹp. Cái phần cabin ở trong thì nó rất là rộng các bạn. Còn đây là cái mẫu cửa nè. Các bạn giờ mình xa cái mẫu cửa này giờ mới ra là người ta vậy. Đây. Giờ mới ra là cái người ta đứng ha. Người ta đứng giơ hai tay ôm lên trên đầu vậy các bạn. Máy này là máy cái thiết kế riêng kiểu cọ chỗ đẹp nè. Còn ở đây là cái chốt khóa nè. Nè đưa cửa vô trong này là mình phá nè. Phá sao ta. Đây. Rồi phá rồi nè. Đó, không thể nào mà gạch ra được ha. Đây trong này có chốt khóa nè các bạn. Là cái cửa mà nó không có bị kiểu như là gió thổi nó không có bị đi ra ngoài các bạn. Hầm này là hầm thoát hơi, hầm máy. Và đây là ba cái co nước, một cái để bơm nước giải nhiệt máy, một cái hộp số và một cái hình như là bơm nước lượng quá. Bơm nước lượng, bơm nước bạc xí tóc quá. Co qua đi nóc hết trơn luôn trời. Anh này phải nói là đúng chắc chịu chơi luôn. Còn cái vàng mũi trâu của anh đây. Ở bên anh Thái thì anh đi mũi trâu là cái cây sắt này là cây sắt đặc ha, chứ không phải là cây sắt bọng. Và anh uống rất là khéo ha các bạn, nó không có bị gãy nè. Nó có một cái chiều lượng nhất định luôn, nó không có bị gãy. Và đây là những cái con hàng của anh đây. Lần đầu tiên mà mình đi review cái chiếc xà lan đóng hàng khô mà được đóng mới luôn các bạn. Từ đó giờ mình quay đa số là chở cát không à. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình quay chiếc hàng khô mà đóng mới lên trên ụ mà hạ thủy cho người xem luôn á. Cho mọi người cứ coi từ từ ha. Ở đây là cái vàng ở bô này, cái này thì mình để cho chống nóng ha. Khi mà mình lỡ đi va chạm như thế này nè thì nó không có bị nóng cái tay của mình. Cái miếng này bằng inox luôn. Cái góc bò anh đi nè các bạn. Quá khéo rồi. Hồi nãy mình mới vừa dựng xe xuống là mình dòm chiếc xà lan là mình nói là nhức nách luôn các bạn. Đây còn này là cái vàng mũi trâu này, cái mũi trâu này mình để dành riêng cho chiếc xuồng nè. Chừng nào mà chạy mình treo chiếc xuồng ngoài sau á là mình sẽ trồng cái cọng dây trong này. Hồi nãy anh Thái anh nói là anh chủ tàu ông kia không trả lời đâu 1 tỷ mấy gì đó mà ông chủ tàu ông không chịu bán luôn. Kiểu giống như đóng được một chiếc hoàn thiện giống như ý muốn của mình rồi bắt đầu cái người ta cưng á các bạn. Còn người ta không muốn bán tại vì đôi khi người ta đóng để người ta làm cổ rồi người ta làm để mà làm cổ giống như là cái tài sản. Nói chung là nó khó hiểu đó các bạn. Hồi nãy anh Thái là anh nói là anh kia anh trả đâu lời đâu 1 tỷ mấy đó nhưng mà anh chủ tàu anh không chịu bán luôn. Cái này là cái góc lái đồng cái đồ mà để mà báo ra ngoài cái đồng hồ góc lái mà ngoài á. Chừng nữa ở đây thì anh sẽ có một cái bàn để mà anh đẩy xuống ha. Để mà chỗ này nó được rộng rãi hơn, mình đi qua đi lại nó không có bị dấp. Ở ngoài sau là phòng anh đi này. Đèn. Một cái đèn sống và một cái đèn bình. Đa số là như vậy, khi mà tàu chạy mình sẽ sử dụng đèn bình, còn tàu đậu mình câu điện lên bờ mình sẽ sử dụng đèn sống. Điện sống chứ. Đây như thiết kế cánh cửa của anh nè. Cái cây này bằng inox ha. Cái cửa rất là nhẹ các bạn. Mấy cây này nè các bạn nên làm inox ha, chứ để mà các bạn làm sắt lâu ngày nó bị xé nó bị nổ đầu là mình kéo không có được á, mình kéo là nó bị nặng lắm. Còn đây là cái phòng vệ sinh. Rồi sạch sẽ giống như khách sạn 5 sao trời. Nè các bạn. Cái cầu tiêu cũng đẹp nữa. Dữ thiệt chứ. Đây bên đây sẽ có một cái tủ nhôm, bên đây có thể là mình để đồ hoặc là để chén không, để đồ à. Còn để chén là khu vực nhà bếp ở bên đây. Nhà bếp chữ U luôn chứ không phải là chữ L nữa. Cái này nữa anh treo lên nè. Ở bên đây là chỗ để mình rửa chén nè. Bếp ga nằm đó. Đường muối bột ngọt nằm bên đây. Ở dưới này là để nồi chách chén bát. Trời ơi. Ơi, gì đâu mà khéo dữ dằn vậy. Nè các bạn giờ mình coi ở bên anh Thái anh kỹ là như thế này nè các bạn. Khi mà anh chét gòn gọi đầu cánh dán bằng keo đen này ha. Để là mình đi tới đi lui cái gần gòn của mình nó không có bị dơ các bạn. Cái này cho bạn coi nè. Nói không? Anh đã chét gòn gọi bắt đầu cánh dán bằng keo lại. Để khi mà cái giò mình đi tới đi lui là cái phần gòn này nó không có bị dơ các bạn.
tại vì mình còn đi tới đi lui để mình gáp cửa, gáp phòng ở trong này nè. Anh rất là kỹ luôn mấy cái phần đó luôn, các bạn thì biết được cái độ tỉ mỉ của anh như thế nào ha. Còn đây là cái tủ thờ, bên đây là quạt gió, điện thì điện âm tường ha các bạn. Điện âm vô tường hết trơn rồi, gọn gàng. Ở bên đây là phòng ngủ, đa số mấy chiếc như thế này thì đa số là đi hai vợ chồng hoặc là kiếm thêm một người đi phụ nữa vừa các bạn. Phòng này dành cho hai vợ chồng của tài công ha. Rồi đã, bây giờ mình đi xuống dưới hầm mái cho người xem. Đây. Ủa chạy giờ chạy được chưa anh? Đây thử cho qua lụm chân rồi. Qua lụm chân rồi hồi xuống nước mình có chạy không? Chạy luôn à. Chạy luôn hả? Xuống là giúp luôn á. Dạ. Vô số luôn. Dạ. Quá đã. Số chạy đi thử như bờ rồi qua. Trời ơi chạy em dầm chiếc xà lan anh nó ghiền luôn trời. Cô Min anh là TA hả anh? Anh là TA 407. 407 hả? Hộp số 6 tua hả anh? 6 tua. Ủa chương trình nhiêu nãy em hỏi anh Thái quên mất tiêu rồi ta. 1m72. 1m72 ha. Dạ. Cái này thì chừng nữa xuống nước xong bắt đầu anh còn vệ sinh anh sơn lại nữa nha các bạn, chứ không phải là như vậy đâu. Ở bên đây là có một cái máy này, là ủa cái máy này anh để bơm nước vô trong hầm hàng đi qua cầu á vậy? À? Cái máy này để bơm nước qua hầm hàng đi qua cầu ha. Bơm nước xuống nước cho hầm hàng ra kia đường cửa á. Dạ. Mình trả hàng như khi mình vệ sinh cái hầm hàng xong rồi đâu đây một lúc thấy các bạn luôn. Dạ dạ. Còn đây là cái dàn hệ thống thiên lực đây. Rất là gọn đẹp luôn các bạn, từ chi tiết luôn ha. Nói chung là mình đi từ mũi tới lái, từ đầu lái tới ra tới mà sao mũi, từ trên xuống dưới mọi người xem rồi đó. Nó từng chi tiết luôn các bạn. Đây nè, cái dàn hệ thống anh đặt gọn đẹp nè. Trời ơi, anh đấu thêm một cái bình inox ở trên này nữa hả? Trời ơi, anh này anh phải nói là đúng chịu chơi luôn các bạn. À mà em nãy giờ em tính mấy cái dàn inox xương xương của anh không mà chắc em ăn đủ 1 năm luôn á. Dàn inox nó đóng thêm được không? Một trăm mấy chục triệu cái dạng nóng hả anh? Ờ. Là hết trơn luôn hả? Đừng gậy thì nghĩa là luôn á. Dạ. Đừng gậy thì nghĩa là nổi ống không là 40 mấy triệu đó ống. Trời ơi đường ống không hả? Dạng ống thiên lực không có 40 mấy triệu á. Dạ quá trời ơi các bạn. Dạng ống thiên lực không là 40 mấy triệu rồi. Mà anh đấu thêm nè. Còn đây là cái bơm thiên lực đây các bạn. Cái chiếc này phải gọi là siêu phẩm luôn rồi. Ống sùng thì anh đi mấy ống xịn xịn không mà, ống là có dây cáp ở trong chổng luôn nè. Để mà nó chịu nhiệt, nó chịu nhiệt tốt hơn. Đây còn cái boe thì ở trên này nè các bạn, chừng nữa anh sẽ gáp như sau ha. Trời ơi đi xuống dưới cái hầm máy, ảnh là không muốn lên luôn trời. Phải nói chiếc này là siêu phẩm luôn các bạn. Bây giờ để mình đi xuống dưới mình quay hạ thủy cho người xem nha, để hỏi anh cút cầu thang là mình không thể nào mà đi xuống dưới được các bạn. Để chút xíu nữa ảnh có chạy thử rồi đầu mình sẽ quay hầm máy đồ kỹ kỹ càng hơn cho người xem. Bây giờ thì ảnh đang dồn hầm để mà chuẩn bị hạ thủy nè, dồn hết ra sao để cho nó có cái độ dốc cho chiếc tàu mình lăn được nhanh hơn á. Thì anh em thợ thầy bắt đầu bơm phao vô hết trơn ha, đừng mình gỡ gói này ở ngoài trước nè các bạn. Đó, bây giờ thì anh em bắt đầu gỡ gói này ra hết rồi nha. Rồi chút xíu nó xả máy tời xuống là xong à. Xả máy tời thì máy tời nằm bên đó kìa. Cái máy tời của ảnh thì hệ thống đó là bấm nút không mà các bạn. Đây cái dàn ớt gà nè. Quá tuyệt vời, anh chủ này anh chơi chắc thiệt chứ. Các bạn thì bây giờ trên trở này anh đã xả máy tời xuống rồi ha. Wow, rất là nhẹ nhàng luôn này. Cái chiếc tàu đi phải nói rất là mượt ha các bạn. Nhẹ nhàng luôn, không có bị dằn đau mình tàu. Đây nè các bạn, dòm phao lăn rồi này. Thì sau khi mà chim phao như thế này á, đầy đủ hết trơn rồi, ở trên chảnh anh chỉ cần xả máy tời nữa là thôi là xong rồi các bạn. Không có cần gì nữa, rất là gọn gàng, với thêm cái nữa rất là nhẹ khỏe anh em luôn. Nói cái khâu chuẩn bị thì anh làm ngày hôm qua xong xuôi hết trơn rồi, bữa nay chỉ còn hạ máy tời xuống nữa là xong. Wow wow, quá đẹp luôn các bạn. Từ ở trên bờ mà đi xuống nước hoàn thiện thì chắc mình nghĩ là tầm khoảng 15 phút quá, 15 đến 20 phút là xong ha. Cũng không có mất thời gian nhiều là cho lắm các bạn. Đây còn đây là cái dàn máy tời đã hoạt động rồi nè các bạn. Nói giờ mà anh ấy đi phải nói là chậm chậm mượt mạ ghê ha. Cái cuộn chỉ thì lăn theo cái điều tốc độ đó các bạn. Cái này mình có chỉnh tốc độ lên nhanh chậm được không anh? Có nhanh chậm luôn ha. Quá dữ.
Thì khi nào mà mình cần xả nhanh thì xả nhanh, còn khi nào mình xả chậm thì xả chậm ha, tùy theo là cái độ an toàn các bạn. Đây, quá tuyệt vời rồi. Một chút xíu nữa thôi thì em ấy được xuống nước hoàn thiện rồi, cho mọi người xem cái dáng dốc ở dưới nước một cái nữa ha. Thì phải nói là siêu phẩm hàng khô luôn các bạn. Những cái phần mà cái tay mà ở trên chú bít này nè, đây là cái cục cái tay tròn tròn mà hồi nãy là mình không biết là bằng sắt hay là bằng inox á, thì hồi nãy anh chủ tàu mới nói cái đó là bằng inox nha các bạn. Một khúc như vậy là 1,4 triệu đó. 10 cái chú bít là 14 triệu á. Đau đầu thì chứ anh này phải nói là đúng chắc chơi luôn ha. Khi mà kiểu giống như là mình gặp một anh chủ tàu chịu chơi và một anh chủ xưởng đóng đẹp nữa thì phải nói là chiếc tàu mình ra là cực phẩm luôn các bạn. Và bây giờ thì nói chung là phao ở dưới này là chuẩn bị lăn xuống rồi ha. Cái phần la ký thì chuẩn bị chạm nước rồi nè các bạn. Rất là nhanh. Một chút xíu nữa thôi là ok rồi. Chiếc này xuống để coi chạy thử chắc dữ lắm à. Hồi nãy là anh nói có chạy thử đó, để coi nếu mà có hồi ảnh có sửa soạn xong xuôi hết trơn anh có chạy thử, mình sẽ ra một thêm cái video sau ha, cho mọi người dễ theo dõi. Tại vì cái video này đáng lý ra là mình review trước rồi mình sẽ hạ thủy, nhưng mà ảnh làm gấp quá các bạn, mình không đủ thời gian để mà quay cho mọi người xem. Hồi nãy là cái phần review mình là kiểu giống như là mình nói chưa đã nữa đó, chứ nếu mà cho mình thời gian rộng thì mình có thể là review chi tiết hơn cho mọi người xem nữa. Cái này là vừa review vừa hạ thủy luôn rồi. Thì bây giờ các bạn dòm phôi cái phần mũi này cắt lên nè các bạn. Đó, bây giờ thì xuống rất là nhẹ nhàng ha, tại vì đã có độ dốc cao rồi. Bây giờ chỉ cần anh xả tời lai gai nữa thôi. Đó, anh đặng đẳng thì anh đã canh phao để mà kiểu giống như cái phao nào mềm là mình bơm vô nè các bạn. Mình bơm vô để cho mà nó lăn được mượt mà hơn ha. Mấy cái phao ở trước mũi thì hai cái ngoài này thì nói chung là nó không còn sức chịu đựng nữa rồi. Mấy cái này anh chuẩn bị lôi ra để mà dẹp rồi. Quá đẹp. Siêu phẩm về dưới sông nước các bạn ơi. Mọi người nào mà đi gặp em này thì nhớ chụp hình lại cho mình coi với ha. Nói chung đây là một cả gia tài, một kiểu giống như cả ước mơ của mình luôn các bạn. Không biết chừng nào mình mới có tiền đóng được cái chiếc như thế này nữa. Một chút xíu nữa thôi là được. Đó, xin giỏi bóp càng luôn đó các bạn. Quá dữ ha. Trên trời anh đã bóp càng luôn rồi đó. Giờ thì còn một chút xíu nữa thôi các bạn. Hiện tại thì hơn phân nửa rồi ha. Đây cái thằng phao ngoài trước mũi này. Phao hiện tại đang lăn từ từ thôi. Mọi người xem ở trên màn hình là có thể là dòm không được rõ cho lắm, nhưng ở ngoài này thì dòm là phao lăn là thấy luôn các bạn. Siêu phẩm các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị đợi máy ve ra nha các bạn. Tại vì nguyên chiếc tàu đã bắt đầu là xuống nước rồi, còn mấy phần phao nó dính ngoài chiếc mũi nữa thôi. Là mình ve mình giật ra cho phao chạy ra ngoài luôn ha các bạn. Đây quá trời trong ngóng rồi. Kiểu như là mấy tháng trời các bạn. Đó, mấy tháng trời bỏ công mài vỗ, giống như là có công mài sắt có ngày nên kim vậy. Thì hôm nay là được xuống nước rồi rất là đẹp nên anh em thở đây rất là mừng ha. Ve anh ơi. Rồi bây giờ thì anh đang anh chuẩn bị mở dây để mà anh đề máy ve ra đây các bạn. Trái phao chuẩn bị lăn ra đây các bạn. Đó. Đó, một trái. Còn ba trái trống nữa kìa. Này chạy lên nữa nè các bạn. Trời ơi 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 đẹp nè, đó. Rồi xong hoàn thiện. Rồi, có lẽ cái video của mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Để chút xíu nữa anh có chạy thử mình sẽ tiếp tục quay ra đó cho mọi người xem ha. Quá đẹp các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn các bạn ở clip sau.